Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Búc. Làm thế nào để giúp các bạn nhỏ biết quản lý cảm xúc và tâm trạng của mình đây? Chúng mình hãy cùng đọc các câu chuyện về bạn gà con Lon Ton, một bạn nhỏ cực kỳ đáng yêu và cũng có những lúc giận hờn, bướng bỉnh, cáu giận như các bạn nhỏ vậy. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng đọc câu chuyện Đến bệnh viện, chữa bệnh thật là tiện. Cuốn sách sẽ giúp các bạn nhỏ dũng cảm uống thuốc, tìm thuốc khi bị ốm. Mẹ đưa gà con đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ nói: Gà con ơi, cháu há miệng ra nào. Gà con cảm thấy hơi sợ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Bác sẽ đè lưỡi của cháu xuống để có thể quan sát xem cổ họng của cháu có bị viêm không. Bác đảm bảo là không đau chút nào đâu. Virus liệu có tiêu diệt mình không nhỉ? Cháu đừng lo. Các tế bào bạch cầu dũng cảm trong cơ thể chúng ta sẽ chiến đấu với virus. Gà con ơi, bây giờ chúng ta sẽ đo nhiệt độ cơ thể nhé. Gà con kẹp nhiệt kế vào nách. Chiếc nhiệt kế hơi lạnh, làm gà con cảm thấy hơi ngứa. Chỉ cần chờ 5 phút là được rồi con ạ. Nhiệt độ cơ thể bình thường là khoảng 37 độ C. Chà, 39 độ C. Gà con bị sốt rồi. Khi virus quá mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ phải sử dụng một biện pháp mới, đó là sốt. Sốt có thể ngăn cản virus khuếch tán. Xem ra, sốt cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Gà con này, cháu có muốn giúp cơ thể tiêu diệt virus không? Dạ, cháu có ạ. Cháu muốn đánh bại bọn chúng. Vậy cháu cần phải tiêm để cho thuốc đi vào cơ thể, giúp các bạn tế bào bạch cầu đánh bại virus. Cháu sợ tiêm. Các bạn tế bào bạch cầu trong cơ thể đang chờ được cháu giúp đỡ đấy. Gà con, dũng cảm lên một chút nào. Tiêm chỉ hơi đau thôi, giống như bị ngã nhẹ một cái ấy mà. Thực ra đúng là chỉ hơi đau một chút. Siêu nhân gà con nhất định sẽ đánh bại virus.